Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh xe tải phụ tùng của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một sản phẩm, đó là lá côn xe tải Hyundai loại 15 tấn HD 1000 320 HD 270. Đây, quay chi tiết cho quý vị các bạn xem luôn. Đây là bản 430 10 then ốc 52.5. Quay trực tiếp cho quý vị xem luôn. Hàng sẽ có dập mã miếc đầy đủ của công ty sản xuất đấy, lật bên kia. Mã 7L đây. Hàng xịn sò cho các bác. Loại này thì lắp các dòng xe lớn 10-15 tấn. Đấy. Còn đây là lá côn bản 395 18 then, lắp cho các dòng xe 5 tấn. Chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem luôn. Ốc 18 then này. Đấy. Đầy đủ mã miếc dập trên các sản phẩm. Đấy. Ngoài ra công ty chúng tôi còn phân phối nhập khẩu phân phối rất nhiều các loại bóng hơi. Bóng hơi Hyundai HD 1000, HD Hyundai Xcel. Đây, đây. Quay cho quý vị các bạn cùng xem luôn. Đây bóng hơi không giá. Đây hàng da mịn nhá quý vị các bạn nhá. Hàng da mịn thì nó chất lượng tốt và nhờ cái ti bên trong nó tốt hơn. Đấy. Quý vị mà các bạn mà có quan tâm về các sản phẩm của xe lá côn bán ép Hyundai bóng hơi thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0962 935 586 hoặc truy cập website xe tải và phụ tùng.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.